Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 đã tham gia học trực tuyến môn toán. Ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục giảng cho các em phần đại số lớp 7. Trước khi vào bài mới thì cô mời các em xem đáp án bài tập về nhà. Về nhà cô có yêu cầu các em tìm tích của các đơn thức rồi chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức thu được. Một số em cũng đã làm bài rất tốt, có chụp hình gửi qua Gmail, qua Zalo cho cô. Cô kiểm tra thì đa phần các em làm bài tốt. Một số em thì chưa đọc kỹ câu hỏi nên chỉ tìm tích thôi mà chưa tìm hệ số, phần biến bậc. Vậy những em nào chưa tìm thì các em cố gắng bổ sung sau. Ngoài bài tập về nhà thì cô còn có một câu hỏi cho các em là các đơn thức sau có đặc điểm chung gì? Vậy thì câu trả lời của cô là các đơn thức trên đều có một đặc điểm chung, đấy chính là đều là các đơn thức thu gọn vì cô thấy biến x, biến y xuất hiện một lần với số mũ nguyên dương và đều có hệ số khác không. Và ý thứ ba là có phần biến đều giống nhau, đều là x mũ 2, y mũ 3. Ngày hôm nay cô cùng các em nghiên cứu bài 4 đơn thức đồng dạng. Để hiểu thế nào là đơn thức đồng dạng, mời các em cùng cô làm phần hỏi chấm 1. Cho đơn thức 3x mũ 2 y z. Các em hãy viết a nhỏ ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho và ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho. Thực ra câu này là hai câu a b trong sách giáo khoa nhưng mà cô tách ra thành hai nhóm để dễ phân biệt. Vậy thì muốn viết được đơn thức ở trong nhóm 1 thì trước tiên các em phải xem vào đơn thức ban đầu 3x mũ 2 y z. Các em thấy phần biến ở đây là gì? Các bạn sẽ dễ dàng tìm ra được phần biến là x mũ 2 y z. Vậy thì việc viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho rất là đơn giản. Các em chỉ cần thay phần hệ số đi thôi và cô viết ngẫu nhiên ba đơn thức nha. Đơn thức thứ nhất là âm 4x mũ 2 y z, đơn thức thứ hai 15x mũ 2 y z và đơn thức thứ ba là 1 phần 2 x mũ 2 y z. Việc tìm cái đơn thức này thì các em có thể tùy ý và có vô số các đơn thức thỏa mãn. Và nhóm 2, đề bài yêu cầu là viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho. Vậy thì các em cũng tùy ý kể ra bất kỳ một đơn thức nào mà có phần biến khác với phần biến x mũ 2 y z là được rồi ha. Vậy thì cô cũng lấy ngẫu nhiên ba đơn thức 10x mũ 2 y, 11x mũ 3 y z mũ 2 và âm 9x. Cô lấy ngẫu nhiên ba đơn thức và các em thấy rằng các cái đơn thức ở trong nhóm 1 á thì đều có phần biến giống nhau hết và người ta gọi các đơn thức này là các đơn thức đồng dạng. Còn các đơn thức ở trong nhóm 2 thì các đơn thức này người ta gọi là các đơn thức không đồng dạng. Một nhỏ đơn thức đồng dạng. Định nghĩa: hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Cô lấy ví dụ đơn thức âm 5xyz, 3xyz, 2 phần 3xyz là những đơn thức đồng dạng bởi vì chúng có hệ số khác không, là những hệ số âm 5, 3, 2 phần 3. Các hệ số này đều khác không và phần biến x, y, z thì giống nhau. Các em chú ý các số khác không được coi là những đơn thức đồng dạng. Tại sao lại có kết luận như thế này? Các em hãy tự suy nghĩ tìm hiểu cho mình được câu trả lời nhé. Mời các em trả lời giúp bạn xem các đơn thức y x y mũ 2, 3 y mũ 2 x y, âm 5 y x y mũ 2 có đồng dạng với nhau hay không? Nào, các em hãy suy nghĩ xem ba đơn thức này có đồng dạng với nhau hay không? Câu trả lời của cô là ba đơn thức này có đồng dạng với nhau. Lý do bởi vì y x y mũ 2 thì ta có thể viết được thành x nhân y mũ 3 bởi vì y nhân y mũ 2 thì bằng y mũ 3. Tương tự như vậy
thì 3 y mũ 2 x y bằng 3 x y mũ 3. Và cuối cùng âm 5 y x y mũ 2 thì bằng âm 5 x y mũ 3. Nên các đơn thức đã cho đồng dạng với nhau do phần biến của chúng đều là x y mũ 3 giống nhau. Các em làm hoạt động hỏi chấm 2, ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói 0,9 x y mũ 2 và 0,9 x mũ 2 y là hai đơn thức đồng dạng. Bạn Phúc nói hai đơn thức trên không đồng dạng. Ý kiến của em. Theo em thì bạn nào nói đúng? Các em xét thấy đơn thức 0,9 x y mũ 2 và đơn thức 0,9 x mũ 2 y thì phần biến của chúng tương ứng là x y mũ 2 và đơn thức kia thì phần biến là x mũ 2 y. Như vậy, hai phần biến này khác nhau. Vậy thì mình kết luận bạn Phúc nói đúng, lý do hai đơn thức này không đồng dạng vì không cùng phần biến. Hai nhỏ cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Để cộng trừ được các đơn thức đồng dạng thì trước hết các em hãy cùng cô ôn lại tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ. Ta có AB cộng AC thì bằng B cộng C nhân với thừa số chung là A, và AB trừ AC thì bằng B trừ C nhân A. Áp dụng cho hai biểu thức số, biểu thức A bằng 4 nhân 3 nhân 7 mũ 2 và biểu thức B là 5 nhân 3 nhân 7 mũ 2. Đề bài yêu cầu các em tính A cộng B. Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng thì ta đặt phép tính như sau. A cộng B bằng 4 nhân 3 nhân 7 mũ 2 cộng 5 nhân 3 nhân 7 mũ 2. Như vậy ta cùng chung nhau thừa số 3 nhân 7 mũ 2, ta để bên ngoài ngoặc và trong ngoặc còn lại là 4 cộng 5 và ta được kết quả bằng 9 nhân 3 nhân 7 mũ 2. Dựa vào quy tắc này thì các em cùng cô làm ví dụ 1. Để cộng đơn thức 2 x mũ 2 y với đơn thức 3 x mũ 2 y, ta làm như sau. Trước hết ta đặt tính và ta thấy phần biến của chúng giống nhau, x mũ 2 y. Vậy thì ta lấy hệ số 2 cộng với hệ số 3, ta được 5 x mũ 2 y. Và người ta nói đơn thức 5 x mũ 2 y là tổng của hai đơn thức 2 x mũ 2 y và 3 x mũ 2 y. Tương tự như vậy, đối với ví dụ 2, để trừ hai đơn thức 10 x y mũ 2 và 7 x y mũ 2 thì người ta làm như sau. Cũng đặt tính, giữ nguyên phần biến và lấy hệ số trừ đi cho nhau. 10 trừ 7 thì ta sẽ ra kết quả là 3x y mũ 2. Và người ta cũng nói rằng đơn thức 3x y mũ 2 là hiệu của hai đơn thức 10x y mũ 2 và 7x y mũ 2. Quy tắc, muốn cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng, ta làm như sau. Cộng hay trừ các hệ số giữ nguyên phần biến. Quy tắc này rất đơn giản, em nào cũng có thể áp dụng để làm bài được. Các em hãy làm hoạt động hỏi chấm 3. Dựa vào quy tắc nêu trên, các em hãy tính tổng của ba đơn thức x y mũ 3, 5x y mũ 3 và đơn thức âm 7x y mũ 3. Các em thấy rằng ba đơn thức này là ba đơn thức đồng dạng. Để muốn tính tổng được ba đơn thức này thì trước hết ta phải đặt tính x y mũ 3 cộng 5x y mũ 3 cộng âm 7x y mũ 3. Lúc này ta lấy hệ số cộng lại với nhau. Hệ số 1 cộng hệ số 5 và cộng hệ số âm 7. Cô viết tắt luôn là trừ 7. Và các em sẽ tính ra được kết quả là âm 1x y mũ 3. Rất đơn giản. Các em áp dụng quy tắc tính cho cô 3x mũ 3 y mũ 2z cộng âm 5x mũ 3 y mũ 2z cộng 4x mũ 3 y mũ 2z. Đây là tổng của ba đơn thức đồng dạng thì việc cộng cô đã nói rồi, quy tắc cộng các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Các em được
3 cộng âm 5 cộng 4. X mũ 3, y mũ 2z và ta tính được kết quả là 2 x mũ 3 y mũ 2z. B nhỏ âm 2 x y mũ 4z cộng âm 3 x y mũ 4z cộng x y mũ 4z thì cũng tương tự như vậy, ta lấy âm 2 cộng âm 3 cộng 1 và các em được kết quả là âm 4 x y mũ 4z. Các em lưu ý, đối với những đơn thức mà hệ số người ta không ghi thì ta phải hiểu rằng ở đây hệ số là 1. Áp dụng quy tắc trên thì về nhà các em hãy tính tổng và hiệu sau, rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho bởi bảng sau. Em sẽ viết tên một lễ hội ở Điện Biên mang tên một loài hoa. Các em hãy tìm xem lễ hội đó tên là gì nha. Các em ghi bài, rồi sau đó kẻ bảng điền vào các chữ tương ứng. Các em sẽ tìm được tên của lễ hội đó. Trong bài học ngày hôm nay thì có hai nội dung rất là cơ bản các em cần phải ghi nhớ, đơn giản, dễ hiểu. Đấy là nội dung đầu tiên, hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Nội dung thứ hai, để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng thì ta cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Bài tập về nhà, các em làm bài tập vừa cô giao và làm thêm cho cô bài 15, bài 18, sách giáo khoa trang 35. Cảm ơn tất cả các em học sinh khối 7 đã theo dõi bài giảng và hẹn gặp lại tất cả các em học sinh vào các clip tiếp theo. Chào các em!